phong mua làm gì đâu phong biết là phong này không vừa vừa chúng ta được một chút tham quan nhanh nhanh đồng chúng ta chẳng nào phong ngoài ra đầu vào đó là phải có tiếng Anh hoặc là có ngoại ngữ tương đối khá từ B1 trở lên. Và cũng phải
về việc quản lý các request của khách hàng hoặc là sắp phần technical thì sẽ được phân bổ các vị trí khác nhau. Trên Global, công ty đang có hiện tại đang có mặt chính thức thì đang có mặt trên 6 quốc gia. Và chị Hà có thể cập nhật là quốc gia thứ 7 thì mình đã có văn phòng chính thức chưa ạ? Nếu mà không tính chi nhánh thứ nhất thì mình đang có 6 chi nhánh đã đi và hoạt động tương đối ổn định, thì bao gồm có ở Mỹ này, Costa Rica, Việt Nam, Trung Quốc, Malta và một chi nhánh nữa mình đang bắt đầu hình thành. Với cái tốc độ phát triển như chị nói là đây là một cái định vị rất là đúng, đó là mình hỗ trợ các khách hàng lớn, thì cái Expo đang phát triển rất là nhanh, không chỉ logo mà ở Việt Nam thôi, thì các em thấy là mình có văn phòng ở tầng 16 tòa nhà Lotte, mình có khu vực training ở tầng 13, lát nữa các em sẽ được tham quan, có pantry để ngồi nghỉ ngơi. Và mình đang mở rộng sang tòa Vincom như Trực Thanh ở ngay cách đây một cây thôi. Quy mô hiện tại của Expo là đang hơn 400 nhân viên, nhưng con số sẽ tăng lên từng ngày một và có thể lên gấp đôi trong năm tới. Thì như vậy là có cực kỳ nhiều cơ hội cho các bạn trẻ mà vừa có ngoại ngữ tốt, vừa có mong muốn học hỏi và vừa muốn được làm trong một môi trường mà nó phát triển bản thân như thế này. Đó. Chị test lại một chút nào, công ty hiện tại đang có bao nhiêu nhân viên ở Việt Nam nhỉ? 400 đúng không? Và sang năm chúng ta có thể tăng lên gấp đôi. Và các em có câu hỏi gì nhanh về công ty trước khi mình chuyển xuống tầng 3 không? Tổng cộng tất cả các nhân viên ở trên toàn thế giới của công ty mình là bao nhiêu? Con số này thì gần nhất chị phải nói chị chưa thống kê được. Chị có con số tương ứng không ạ? Chân tận tôi là có 2008. Trụ sở nào lớn nhất ạ? Bây giờ là Costa Rica đang có khoảng 1.500. Chưa, mình có thể thì với cái sự phát triển nhanh như này luôn luôn có các vị trí trống. Intern thì có, tuy là không được nhiều. Còn nhiều nhất thì nó là các vị trí làm việc full time thôi. Nhưng mà chỉ khi các em ở năm cuối ấy, có khả năng là full time được rồi, các em hoàn toàn có thể tìm kiếm để test rồi. Luôn luôn có những cơ hội của các em. Quan trọng là mình có những kỹ năng để mình mong muốn được gì. Ở đây có bạn nào các em rất là các đều là năm 4 hết đúng không? Hay là có em 3, 3, 3, 3 đúng không? Các em học, các chị biết một vài cái tên về chuyên ngành của mình đi. Công ty là Nghệ thông tin. Công ty là rất là tốt. Có thể có chuyên ngành nào khác nữa không? Có chuyên ngành kinh doanh. Có chuyên ngành gì nữa không? Ngôn ngữ Anh. Chị thấy đều là các chuyên ngành mà rất là dễ kiếm việc sau khi ra trường ấy. Mà còn là dễ kiếm việc ở Expert anh nhá. Chị cho em hỏi là ở bên IT ấy, đầu vào ấy có cần quá quan trọng tiếng Anh không? Quá quan trọng là một từ hơi trừu tượng. Thì chị nghĩ là mình sẽ về cơ bản nhá. Em có khả năng để duy trì được một đội thoại cơ bản với khách hàng. Và mình sẽ một bài test đầu vào mà đặt level là B1 là mình đã được nhận. Sau đó công ty đúng rồi, tất cả các vị trí. Sau đấy công ty sẽ có training thêm em để lên được B2 rồi quá trình làm việc rất là gặp khách hàng nước ngoài liên tục như này thì em sẽ tăng dần tiếng Anh lên thôi. Thế thì mình trong một team nữa rồi, mình sẽ cần di chuyển để các bạn ấy vào nhá. Em đi cùng với chị xuống tầng 13.